nước tích hợp nhiều tính năng thông minh tại Việt Nam. Dòng máy giặt hơi nước DD là loạt sản phẩm được phát triển từ công nghệ độc quyền của LG, với thiết kế lồng đứng và các tính năng thông minh giúp giặt rũ hiệu quả. Dòng máy giặt lồng đứng DD được tích hợp nhiều tính năng ấn tượng, có thể kể đến công nghệ Turbo Wash 3D giúp tạo các dòng nước đa chiều với lực nước mạnh. Dòng máy giặt này cho phép rút ngắn chu trình giặt xuống còn 39 phút mà vẫn đảm bảo quần áo được giặt sạch, đánh bay hoàn toàn chất bẩn, cạn bột giặt hay bọt xà phòng, khắc phục quan niệm thường thấy về máy giặt lồng đứng máy giặt lồng đứng hơi nước DD giữ cho quần áo không bị vặn xoắn sau khi giặt, hạn chế tình trạng nhăn, nhão hay sơ sờn sợi vải. Máy sử dụng động cơ dẫn động trực tiếp nên ít rung lắc, ít ồn và đặc biệt bền bỉ. Công nghệ hơi nước độc quyền nổi bật của LG, Steam cũng được áp dụng cho dòng máy giặt này bằng việc tạo ra hơi nước nóng dễ dàng thẩm thấu sâu vào từng sợi vải. Công nghệ Steam giúp loại bỏ đến 99,99% ,99 vi khuẩn và các tác nhân gây dị ứng, đồng thời giảm nhăn và làm mềm sợi vải hiệu quả máy còn có chức năng tự động làm sạch buồng giặt trong quá trình giặt giảm tối đa nguy cơ nhiễm khuẩn bởi vi khuẩn vi trùng cư trú trong máy đảm bảo quần áo được giặt tuyệt đối sạch và an toàn